Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ của Pháp nha. Đây, size 37, niềng khía nè, mạnh mẽ nam tính luôn, niềng xoay nè, niềng xoay tanh tách luôn nha. Và 11 lá cờ nha. Đó. Các trên mặt là 11 lá cờ lệch lọc luôn nè. Dây thì đề mi nè nha. Đó, của Pháp nha. Dây đề mi hai khóa rin luôn, khóa rin, núm rin, nói chung là đẹp keng luôn nha. Đó, lịch lọc mặt xanh phong thủy. Đó, dành cho tay vừa và nhỏ nha. Size dây cũng cỡ 17.5 đổ về. Đó, rất là đẹp luôn, độc lạ, máy Pháp, hiệu của Pháp, gây Zano. Dây cũng rất là đẹp luôn nha. Dây nè, rồi em mời cả nhà nha. Đây nó có ghi là chống nước 150 mét nè.